Hello everyone, welcome back to Grammar Review of Kadasa School. Chào mừng các em quay trở lại với chương trình ôn tập ngữ pháp của trường Kadasa. And today I would like to introduce the past time. It means chapter number 1. Và hôm nay cô rất hân hạnh giới thiệu các em chương số number 2, sorry, chapter number 2. It means the past time. Đó là thời gian trong quá khứ. And unit number 1 in chapter number 2 is the simple past. Và bài số 1 trong chương số 2 của chúng ta hôm nay chính là thì quá khứ đơn. Are you ready? Okay. Now, look at the board. This is the contents of today. Đây là chương trình bài học hôm nay của chúng ta. The first one, uses of the simple past. Đó là cách sử dụng của thì quá khứ đơn. And in this content, you study regular verb, irregular verb and to be. Và trong cái mục này, chúng ta sẽ học cách phân biệt động từ có nguyên tắc, động từ bất nguyên tắc và cách sử dụng động từ to be trong quá khứ đơn. The second, the forms of the simple past. Và mục số 2 của chúng ta sẽ học đó là các hình thức của thì quá khứ đơn. The first one, affirmation. The second, negative. And the last one, interrogative. Phần thứ nhất trong cái mục số 2 của chúng ta sẽ là thể khẳng định. Yeah. Phần thứ hai sẽ là thể phủ định. And the last one, đó là thể nghi vấn. And the third part of today is practice and exercise. Và phần kế tiếp của chúng ta chính là phần luyện tập cũng như là phần bài tập kèm theo. Ok. Now, first of all, I would like to invite you look at the board. So look at the picture, everybody. Đầu tiên cô muốn mời các em nhìn vào bức tranh trong hình. And you see Alice rides the bus to school. Yeah. Trong bức tranh của chúng ta sẽ nhìn ở hàng ghế thứ hai, đó là cô nàng Alice. Alice đi học bằng xe buýt mỗi ngày. You see Alice rides the bus to school. But what happened yesterday? Nhưng mà chuyện gì xảy ra mới ngày hôm qua? Như vậy, cái hình này là diễn tả thói quen hàng ngày của cô Alice. Do đó chúng ta sử dụng rise, simple present, thì hiện tại đơn. Và thì hiện tại đơn chúng ta đã học ở bài hôm trước rồi, nhớ không? And now, yeah, look at the photo number 2. Yesterday it rained and her clothes got wet. Nhưng mà chuyện xảy ra hôm qua đó là ngày hôm qua trời đã mưa và quần áo của cô ta đã trở nên ẩm ướt. So you say rained, ed, and the next got, yes, vì trời mưa. Do đó cô ta bước xuống xe buýt và đi vào trường, từ xe buýt vào cổng trường, vào trường thì cô ta quần áo đã bị ướt. So today, vì vậy hôm nay cô ta phải dự phòng chuyện gì? Now look at the photo number 3. You will say today she is taking extra clothes to school. Vì vậy, ngày hôm nay cô ta đã mang theo một bộ đồ dự phòng. Extra clothes là bộ quần áo dư ra là dự phòng to school, để đến trường. Nếu lỡ như có mưa thì cô ta sẽ thay quần áo khác để mà vào lớp học. Okay, and now you see the difference among three sentences. Các em có nhìn thấy sự khác biệt giữa ba câu cô mới vừa cho các em không? Now, this is the summary. Và đây là các bạn tóm tắt của cô. Now, look at the board. The first one, Alice rides the bus to school. The second, yesterday it rained and her clothes got wet. Number three, today she is wearing extra clothes to school. Yes, you see? So the first one, number one, câu đầu tiên đó là chữ rise, simple present. And the next, today she taking is taking to say present continuous. So what are they? Vậy thì chúng là gì? You say they are present tense. Hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn đều thuộc vào thời gian ở hiện tại. Okay, but you look at the sentence number 2. Nhưng mà các em nhìn vào câu thứ hai. Yesterday it rained and she, yeah, and her clothes got wet. Rained, ed, and got. Okay, so this is past tense. Và hai cái động từ ở câu thứ hai của chúng ta chính là ở thời điểm quá khứ, tại vì từ keyword của chúng ta chính là yesterday. Okay, so I would like to introduce the uses of simple past. Vì vậy cô muốn giới thiệu với các bạn cách sử dụng thì quá khứ đơn.